Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thật là đặc biệt, em về được rất nhiều mặt hàng độc đẹp gửi đến các bác, như là em Onkyo phiên bản giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới các bác nhé, về phun thùng rất là đẹp, và em Sony dòng cao có Bluetooth luôn, em Dock loa trợ nời các bác hỏi rất là nhiều này, em đài cassette, dàn mini Nhật và hai cặp dây tín hiệu của Mỹ các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh, những video sau lên cho các bác những con hàng độc đẹp giới thiệu cho các bác nhé. Vâng, mã số 1 là cặp dây tín hiệu loa loa bắp chuối mạ vàng của Mỹ các bác nhé. Đầu loa bắp chuối này, mạ vàng 24K nhé. Em này thì truyền tải tín hiệu rất là tốt. Các bác đang chơi những bộ dàn đắt tiền thì muốn âm thanh hay hơn, trong hơn, chi tiết hơn, truyền tải âm thanh không bị hao hụt thì các bác có thể sắm thêm bộ dây này nhé. Bộ dây này thì dài 1,5 m các bác nhé. Chạm loa là bằng vàng, mạ vàng 24K và có lọc lọc nhiễu kép các bác nhé, lọc nhiễu kép rất là chất lượng luôn, hàng của Mỹ. Em này 1,5 m thì có mức giá là 1.500.000 đồng, bao ship toàn quốc coi nhé. Hoặc là em này thì chơi những loa cột hay là loa bốc xeo rất là hay, rất là xịn sò coi nhé. Nó có mũi tên hướng dẫn mình cắm này coi nhé. Mã số 1 cặp dây này 1,5 m là 1,5 triệu coi nhé, bao ship toàn quốc. Vâng, mã số 2 là mini của thương hiệu JVC coi nhé. Em này có mã là UXL5, chơi các chức năng là CD, USB, kết nối Bluetooth không dây, về có cả khiển zin các bác nhé. Đặc biệt em nó là sử dụng cục adapter đa cầu điện này, JVC này. Các bác có thể cắm trực tiếp điện 220 ok nhé. Kích thước của em nó là size ngang là 50, chiều cao là 12. Đây, loa là loa toàn giải các bác nhé. Công suất là 20W một loa, nguyên một bộ là 40W. Các bác có thể chơi trong phòng 20-25m² ok nhé. Đây có cái điểm nhấn một cái đèn màu xanh này rất là đẹp này. Test CD trước các bác nhé. Mắt đọc rất là tốt này. Test cái đĩa xấu nó cũng đọc ngon này luôn các bác nhé. Các bác có thể để phòng ngủ, phòng làm việc rất là đẹp. Đa cầu điện luôn nhé. Và CD lấy sang 73 luôn. Trên khiển thì có chỉnh âm sắc bát mít chép nhé. Phố bước chân em lẻ loi chờ anh đến chốn mơ xa nhạt bóng mây nơi chân trời không ngày tháng phiêu du quên đường về đặt tên dấu chân anh trong đời tôi. Giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình anh, còn đây nước mắt hóa chung niềm nhớ nhung trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người. CD ok coi nhé, lo toàn giải nghe tiếng rất là sướng. Bluetooth này, Bluetooth nó hiển thị lên BT thì cái tên của em nó là UXL5 các bác nhé. Em này là JVC. Mã số 2 có mức giá chỉ có 2.200.000 đồng, bao ship toàn quốc, cam kết là duy nguyên bản các anh nhé. Tiếp tục sang số 3. Vâng, mã số 3 là cặp loa bot trợ nời 101mm các anh nhé. Em này màu đen về còn rất là đẹp, đặc biệt nó về giá treo zin này các anh nhé. Về thì em sẽ bán kèm luôn. Thường thường các shop khác thì sẽ xé ra bán lẻ nhé, nhưng em sẽ bán chung luôn. Thì cả giá treo và em này thì có mức giá là 2.900.000 các bác nhé. 2.900.000. Quay một vòng này các bác này. Đấy, bot 01 101mm các bác nhé. Công suất tối đa là 150W, công suất tối thiểu là 45W nhé. Em này là dòng cao nên nó sẽ ghi là công suất tối thiểu các bác. Những cái đời cũ hơn thì nó sẽ ghi là 150 nhé. Đó là maximum, còn đây là tối thiểu nhé. Số series là 882 này. Này 881 này. Đấy, trùng đôi trùng cặp các bác nhé. Đấy, em sẽ mở cái căng ra. Đây, rất là đẹp luôn các bác nhá. Màng còn đen này. Đấy, rất là đẹp. Có chữ bot ở mũi này các bác nhá. Hình quả dâu này, uy tín chưa? Rồi khui ra xem nội thất bên trong luôn. Vâng, đây em mở ra rồi các bác nhá. Đấy, sassi 7 màu rồi, vàng ánh lên các bác nhá. Đấy, bên trong thì sẽ có tụ bóng đèn con trở. Đấy, bot Mỹ xịn các bác nhá. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Led căng. Em này có cả số series màng này các bác. Số series màng còn nguyên này.
Đấy, đẹp zin nguyên bản các anh nhá. Em này hát karaoke chợ nơi hay là ghép vào những bộ dàn thiếu mid chép thì quá là hay luôn. Rồi em sẽ ghép vào và test chất âm cho các bác luôn. Vâng, như có thấy thì âm thanh của em nó rất là mạnh mẽ nhá, chi tiết ngọt ngào. Đấy, giá là 2.900.000 bao ship, tặng kèm cho các bác một cặp tụ hát karaoke mà hát lớn thì mình gắn bảo vệ là sẽ tốt hơn các bác nhá. Em này thì rất là đẹp rồi. Rồi tiếp tục sang mã số 3. Sang mã số 4 các bác nhá. Vâng, mã số 4 em đài cassette của thương hiệu Victor các bác nhá. Em này có mã là RC W5 hai học cửa băng các bác nhá. Còn rất là đẹp luôn. Em này về thì bị thất lạc cái cục sạc các bác nhá. Em đã dùng cục adapter 220 đấy, chạy rất là tốt luôn các bác. Em này thì chơi hai học cassette này, FM thì full 1.8, có cả kết nối điện thoại TV bên là ngoài vào các bác nhá. Hai dâu này, hai dâu còn rất là dài luôn các bác, 80 cm nữa nhá. Đấy, về còn rất là đẹp luôn các bác. Đấy, quay một vòng nhá. Em mặt sau đây các bác ơi, mặt sau này, tên model này. RCW5 coi nhá. Em này là mắc in Japan, vừa cả sử dụng pin luôn. Đấy, học pin còn rất là mới luôn. Em này thì các bác sưu tầm nghe FM thì rất là tốt. FM thì full 1.8. Sử dụng cục adapter điện 220 luôn các bác nhá, rất là tiện lợi luôn. Test cassette trước đi. Có phím nó còn sáng choang này các bác, phím còn rất là sáng luôn. Ok coi nhá, hãy tiếp học học 2 coi. Cassette ok các bác nhé, các bác nghe em thì gạt lên trên để giúp em này. Đấy, gạt lên trên. Thưa quý vị, và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tiêu dùng thông thái ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Megahead phát sóng tại Nha Trang, Sơn La, Quảng Ngãi. Đã nhận thấy trách nhiệm, nhận thấy nhiệm vụ và mình có nghĩa vụ là bảo vệ khách hàng, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, và người ta đã làm, và nước ta thì đã có cả một hệ thống pháp luật. Em này nghe nhạc rất là hay coi nhá. Mã số 4 em Victor RCW5 có mức giá là 2.200.000 thì tặng kèm cho các bác một băng cassette Nhật rồi luôn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Em nghe em rất là sướng luôn. Tiếp tục sang mã số 5. Vâng, mã số 5 này em đốc của thương hiệu Pioneer các anh nhá. Cái mã của em nó là 01BT. Đấy, về có cả khiển zin, chơi các chức năng là CD, USB, kết nối Bluetooth không dây, kết nối điện thoại TV máy tính đầy đủ. Đấy, em đốc này rất là đẹp, màu trắng nhá. Được trang bị 4 loa, trên loa dưới loa, bên này cũng vậy. Đấy, Pioneer, đặc biệt của em nó là trượt mặt này các bác nhá. Đấy, ấn mở đĩa là sẽ trượt mặt sang. Đấy, rất là độc lạ luôn. Và đặc biệt là sử dụng cục adapter điện 220 ok các bác nhá. Đấy, nó như một chiếc TV luôn này, rất là độc lạ. Các bác có thể để phòng làm việc, phòng ngủ ok. Nó có cả cái treo lên tường các bác nhé. Đấy, điện cắm vào đây. Rồi, em test một đoạn nhạc CD các bác nhé. Ở đây có Bluetooth này, CD này, USB này. Có chỉnh bass chép luôn.
Em này thì chơi tốt cho phòng 20m2 ok các anh nhá. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Đại người yêu em thương mến ơi, anh hay yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Đại người yêu khi anh nhớ em hãy luôn. Lách bài này, mắt đọc rất là tốt, không có kén đĩa các anh nhá. Dòng này không có kén đĩa, lách phát là ăn ngay. CD ok này, Bluetooth này nó sẽ hiển thị lên BT Audio, tên của em nó là 01 các anh nhá. Đấy, mã số 5 có mức giá chỉ có 2 triệu đồng thôi các bác nhá. Đấy, lúc trước thì em nó có mức giá tận 2,5 triệu, đợt này về giá rất là tốt rồi, 2 triệu đồng em đốc Pioneer rất là đẹp luôn. Rồi tục là sang mã số 6. Vâng, mã số 6 là một siêu phẩm đến từ thương hiệu Sony các bác nhá. Em này thuộc dạng thuộc hạng dòng cao cấp các bác. Đấy, tên của em nó là BT300W, chơi các chức năng là CD, USB, kết nối Bluetooth không dây và kết nối Wi-Fi các anh nhá. Em này thì rất là đẹp, đẹp trên 90%. Về có cả khiển zin này, có cả anten và dây Wi-Fi, dây Bluetooth các anh nhá. Em này dòng cao và sử dụng con chip Bluetooth rất là hay, một chip Bluetooth cao cấp truyền tải âm thanh nhạc chất lượng cao các anh nhá. Càng còn đẹp keng này. Em này phải mới khoảng tầm 99% luôn, thiếu thùng xốp nhá. Nó thì sở hữu loa bát 10, bát 12, gân nụa này, chép đôm các anh nhá. Kích thước của em nó là ngang là 60, cao là 27 và sâu là 25 các anh nhá. Hà Nội địa nhiệt, sử dụng 100V. Âm thanh của em này thì rất là chi tiết luôn. Đấy, loa này các bác, loa vuông thành sắt cạnh nhá. Công suất của em nó thì không có ghi, nhưng mẹ áo chừng bộ này nó khoảng trên 100W á. Đấy, loa đẹp lắm. Các bác có thể bày biện phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc đều được nhá. Đấy, em này thì rất là đẹp và rất là hiếm. Như các bác thấy thì cái volume này, volume còn sáng choang các bác nhá. Em nó thì có một cái đèn ở đây này, nhưng mà ban tối thì mình mới thấy rõ thôi. Đấy, tiếp một đoạn nhạc ở CD này, âm thanh rất là chi tiết các bác nhá. Tiếng rất là sạch. Bài này mắt đọc rất là tốt các anh nhá. Em này còn rất là mới, âm thanh sạch lắm. Đấy, CD ok nhá. Các bác kết nối Bluetooth này, ấn nút Bluetooth giúp em. Tên của em nó là 300W nhá. Đấy, mã số 6, em Sony để đẹp tuyệt, có mức giá là 4.700.000 đồng các anh nhá. Đấy, tặng kèm một CD miễn phí ship toàn quốc. Đấy, cam kết là zin nguyên bản các bác nhá. Tiếp tục sang mã số 7. Vâng, mã số 7 là siêu phẩm đến từ thương hiệu Onkyo các anh nhá. Em này là phiên bản giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới. Về còn full thùng các anh nhá. Em này thì rất là đáng chơi. Đây, trên chữ tiếng Anh thì nó có ghi là, em dịch ra các anh nhá, là tất cả trong một phong cách. Tên máy là BH03 Premium Hi-Fi Audio Studio. Em này thì có cân nặng là 18,5kg các anh nhá. 18,5kg, rất là đáng sưu tầm. Về các bác, về full box luôn. À,
khui thùng coi nhá. Em này thì rất là đáng chơi này. Đấy, phiên bản cao cấp. Đây. Đấy, có thấy không? Khi mình mở ra thì sẽ có cuốn sách hướng dẫn này các bác nhá. Đấy, có cả khiển này. Khiển zin này luôn này. Đấy, có cả khiển zin Onkyo và đã được bao bọc cho một cái vải nhung lụa này. Đấy, bắt đầu em khui nhân vật chính ra các bác nhá. Vâng, đây là cấu hình khi em khui máy các bác nhá. Em nó đẹp tuyệt vời. Ui, nhìn coi, nhìn thấy gấu chưa? Phiên bản giới hạn là 500 chiếc các bác nhá. Em này thì màu vân gỗ này được sơn bóng piano các bác nhá. Cái màu này các bác nhìn thấy soi gương được này. Để em quay lên trên thì các bác mình thấy rõ nhá. Nó bị ánh phản lại như gương này các bác, nhìn thấy cái màu vân gỗ. Đấy, màu vân gỗ nha. Này, rất là khủng luôn. Kích thước của em nó là size ngang là 60, chiều cao là 18 và chiều sâu là 34 các bác nhá. Đấy, ê căng này. Lại mở ra nhé. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em nó này. Đấy, loa toàn giải hột xoài các bác nhá. Em này phải đẹp trên 90%. Đấy, hàng siêu lướt ở siêu thị Nhật. Đấy, đẹp chưa các bác nhá. Đấy, quay một vòng này. Đấy. Em này thì bày biện phòng khách hay mua làm quà tặng quà biếu rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn thấy vân gỗ chưa? Đấy, quay ra đằng này thì thấy vân gỗ này. Nó bị phản ánh sáng các bác nhá. Đấy, mặt sau này hai lỗ thông hơi này. Rất là khủng luôn. Đấy, dây nguồn to chà bá lửa luôn. Em nó đây, công suất là 80W nhá, made in Malaysia, em này sản xuất tại Malaysia. Đây, em nó là phiên bản giới hạn 500 chiếc mà số series của em này là đứng thứ 66 các bác nhá, số rất là đẹp luôn, made in Japan, BH03, lô thông hơi này, các bác nhìn thấy khủng chưa. Em này đặc biệt là có cả giải mã luôn, có cổng A ngoài, có cổng in optical vào nhá, các bác có thể chơi từ TV xuống, xuất tín hiệu ra ngoài, là một con DAC cực kỳ là hay nhá. Đây có cổng out ra ngoài này, các bác có thể xuất xuống bộ dàn nghe karaoke hay nghe nhạc bộ dàn khác đều được nha. Có hai cổng ra luôn, in vào này. Em này thì rất nhiều tính năng, em này thì đẹp tuyệt vời các bác nhá. Gấu lắm, em này thì cực kỳ gấu. Phiên bản giới hạn 500 chiếc, số 66. Đấy, cập bên tại Hoàng Tuấn Audio. Rồi, rất là đẹp các bác. Em test một đoạn nhạc CD nhá. Em này thì có cả chỉnh bát chép trực tiếp trên máy luôn. Đấy, tiếng em này rất là sạch các bác nhá, tiếng sạch lắm. Bảo lay CD chạy ngon lành luôn. Thấy thì em nó thể hiện rất là tốt nha, âm thanh rất là sạch sẽ và chi tiết. Đấy, có chuyển kênh này, ấn trực tiếp vào input đây được nhé, hoặc là trên khiển đều có hết các bác nhé. Đấy, em tiếp một đoạn nhạc từ điện thoại, TV, máy tính nhé. Tiếp một đoạn nhạc từ máy tính đi.
Như các thấy thì âm thanh của em nó rất là tách bạch và sạch sẽ nhá. Em này thì rất là đáng chơi và sưu tầm. Phiên bản giới hạn chỉ có 500 chiếc trên toàn thế giới. Đấy. Em này thì quá là mới luôn các anh nhá. Đấy, mã số 7 em Onkyo PH03. Đấy, full thùng, full khiển, full sách đầy đủ. Đẹp keng các anh nhá. Có mức giá là 18.500.000 các anh nhá. Giá xuất xưởng của em này là trên 50 triệu. Giá xuất xưởng là trên 50 triệu các anh nhá. Đấy, các bác yêu thì liên hệ qua số điện thoại của em 0967874679 hoặc kết bạn Zalo tư vấn thêm nhé. Hẹn các bác ở video sau.